Thực ra hôm nay cũng hơi bất ngờ khi mà đội mình cũng là đội chiến thắng, vì thực sự là có những bài hát Tú không có nhớ hết được. Thì thôi thì mình cũng hay. Hay bằng hơn. Đúng rồi, hay không bằng hơn đó. Cho nên mà cái vui hơn ở đây là lần đầu tiên được gặp Quang Trung. Tại vì từ trước đến giờ là mình dõi theo Quang Trung rất là lâu rồi. Không, nhưng mà thật là sự là em rất là vui vì được gặp anh Quang Trung. Vì em cũng giống như chị Huỳnh Tú là cũng rất thích xem anh diễn. Trời ơi, là ngày em xưa cũng... thì trường em gần trường Nguyễn Huệ. À, yeah. Nên nhưng mà... em cũng thấy mình rất duyên, rất có duyên. Nói chung là mình gặp nhau là vui rồi. Trâm cũng gặp Quang Trung, Trâm cũng lấy vui lắm. Tại vì Trâm cũng rất là thích coi anh Trung diễn. Anh cũng vậy diễn nữa, anh mê anh Trung từ trước giờ luôn. Coi Trung diễn dễ thương mà, Trâm học trường Phú Nhuận á Trung. Anh subscribe nữa rồi. Mê giọng hát của Trung, thú thiệt. Nhưng mà đang muốn có một bài mà nhỏ em gái mới kêu gia đình của hai anh em mua để hát song ca với Trung. Em gái? Dạ. Em muốn song ca với Trung bài gì hả? Anh em đi ra kìa. bài hát mới cái tên gì nè Trung? Cái tên nè, cái bài đó phải không chị? Đúng rồi. À, cái bài đó, cái bài đó. Đúng rồi, cái bài đó anh cũng biết rồi. Cái bài đó. Cái bài đó, cái điệp khúc nó nè nè nó đó. Cái bài hôm bữa đúng không? Đúng rồi, chị nhớ đúng không? Hôm bữa. Nó có cái đầu xong cái điệp khúc rồi cái kết đó, y chang vậy đó. Ờ đúng rồi, nó có cái phần dạo nữa. Đúng rồi, chị có phần dạo đúng rồi. Đó, đúng rồi đó, cái bài đó đó, cái phần dạo, phần giữa, phần kết đó. Đúng rồi, biết chưa? Nó lầy ghê luôn. Nó lầy lan ghê, hơi bị ghê đó. Rồi, Trung, em mới chọn đội chủ nào ạ? Cả hai đội trưởng đều có tỷ số thắng ngang nhau. Em rất là thích cả hai luôn. Nhưng trái tim là cũng là hôm nay là trái tim là cũng hướng về anh Quang Trung đấy, tại vì là nhiều bạn em rất là thích. Nhưng mà em còn chứng nhân nữa đúng không? Mà cái lý trí này hướng theo chị Trâm, Trái tim của em rất đau. Chỉ muốn buông tình ta ở đây. Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại. Những lần chào nhau bối rối, người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ. Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng. Phải chi mà không nói cái câu đầu, trái tim em hướng về anh Quang Trung thì đâu có đau. Vậy thì đó, đau tim quá. Đón xem tập 7 sàn đấu ca từ mùa 3 được phát sóng vào lúc 20:25 thứ 6 ngày 31 tháng 5 năm 2019 trên kênh HTV7.